một lá thư ngỏ của ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, lan truyền trên mạng xã hội hôm 2 tháng 9. Với nhiều lời lẽ chỉ trích đảng diễn biến ngày càng tồi tệ và đi ngược lại dòng chảy chủ lưu lịch sử loài người hiện đại. Lá thư của ông Bin nhắc lại chuyện hồi cuối năm 2018, đã xin gặp ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam, để trình bày đề nghị thực hiện đổi mới chính trị toàn diện nhưng bị ông này từ chối tiếp. Mãi đến dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ông Trọng mới cử trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt tiếp ông Bin theo kiểu chiếu lệ. Ông Nguyễn Đình Bin, năm nay 80 tuổi, từng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam từ 2000-2008, dưới hai thời bộ trưởng là ông Nguyễn Di Niên và ông Phạm Gia Khiêm. Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao cũng chỉ trích ông Trọng và Đảng đã bỏ lỡ thời cơ đổi mới chính trị khi phớt lờ những ý kiến đề nghị của ông trong tâm thư gửi đi hồi năm 2020. Tình hình Đảng và đất nước vẫn đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức báo động thực sự nghiêm trọng, chưa từng xảy ra bao giờ. Càng ra sức đốt lò, ra sức chống tham nhũng, tiêu cực, thì tham nhũng, tiêu cực, cũng như các quốc nạn khác, càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng, ông Bin viết trong thư ngỏ. Theo nhận định của ông Bin, càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, thì Đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao đưa ra kết luận rằng thể chế chính trị nước nhà đã thực sự khủng hoảng trầm trọng, cần phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để. Chẳng lẽ chúng ta lại vẫn tiếp tục chịu an phận, đi con đường ngược lại dòng chảy chủ lưu lịch sử loài người hiện đại? Hiển nhiên đã dẫn đất nước và đảng lãnh đạo đến tình thế thực sự hiểm nghèo, rất đáng báo động như hiện nay hay sao? Ông Bin đặt câu hỏi. Thư ngỏ của ông Nguyễn Đình Bin được lan truyền trong lúc các báo trong nước đồng loạt đăng phát ngôn của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, rằng Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ vài năm nay, do liên tục gửi thư yêu cầu đổi mới chính trị, ông Nguyễn Đình Bin bị giới dư luận viên chụp mũ là tên chờ cờ, phản bội đê tiện. Hồi năm 2022, trang web Che Làng kêu gọi khai trừ đảng đối với ông Bin về tội khen ngợi bà Phạm Đoan Trang, nhà báo tự do, tác giả cuốn chính trị bình dân, người phải ngồi tù vì chỉ trích chính quyền.